Xin chào cả nhà, Hòa Danh xin đọc phần tiếp theo trong sự tích và giai thoại về địa danh Việt Nam. Đó là sự địa danh gắn với Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Thứ nhất là địa danh Mã Ngô, quân Minh kéo đến vây Nam Kinh rất ngặt, chúng đông và rất dã man. Lực lượng quân ta còn non nên chúng cũng khinh thường. Khắp nơi trong vùng, giặc ăn ngủ lung tung, bừa bãi, đâu đâu chúng cũng la cà, quấy phá. Vùng Sơn Lam lạnh lẽo, nhiều muỗi, nhiều vắt. Lính giặc rất ngại thời tiết và côn trùng, vì vậy chúng may những chiếc bao rộng, đêm tối chui vào ngủ để tránh độc. Nhân dân biết vậy, liền báo cho nghĩa quân bí mật luồn vào giết chết lũ giặc ngay trong bao. Sáng mai thức dậy, bọn tướng giặc thấy các bao đều quay đờ ra, dở đến bao nào cũng thấy chỉ toàn là xác hoặc chết cứng hoặc đầu lìa khỏi cổ. Giữa lúc ấy quân ta ở ngoài đột kích tiến vào, lũ giặc hoảng hốt tháo chạy, không kịp mang theo xác chết. Nam Kinh được giải vây, nhân dân nhặt xác giặc chôn cả vào một chỗ. Chỗ ấy được gọi là Mã Ngô. Mã Ngô tức giặc Ngô, nay thuộc địa phận thôn Hào Lương, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Địa danh thứ hai đó là Thác Ma Hao. Thác nước ở chòm Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, ngày nay có tên là Thác Ma Hao. Tên ấy là do người địa phương đặt ra từ hồi Lê Lợi khởi nghĩa. Bị giặc đuổi, ông đã chạy qua đây, vượt qua dốc suối. Dân làng đã che chở cho ông bằng cách ông vừa đi khuất thì họ ùa ra xô đẩy thân cây và đá tảng giữa lòng suối, làm cho nước thác chảy xuống ào ào. Lũ giặc đuổi theo tới nơi thấy thác đổ dữ quá, chịu phép không làm sao lên được. Đòn chó săn đứng sủa vang lên, tiếng thác gầm chó sủa lẫn với tiếng quát tháo tức tối của giặc làm thành một thanh âm hỗn loạn. Nhân đó người ta đặt tên là Thác Ma Hao. Cũng nơi đây, một người dân địa phương đã đem trâu bò ra dâng Lê Lợi để làm lễ khao quân. Nhưng Lê Lợi từ chối, bảo rằng trâu bò cần để cho nhà nông cày ruộng, ông chỉ nhận một con gà. Chính nhờ tiếng gáy của con gà này mà ông đã lần ra được chòm sớm để tìm đến trú ẩn. Chủ nhân con gà ấy là ông Tu Hộ, cho nên gà ở đây cũng gọi là gà Tu Hộ. Địa danh thứ ba là Ngàn Tiên. Ngàn Tiên ở gần Khe Ưng, nay thuộc xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Cái tên đẹp đẽ này sở dĩ có là do một chuyện có lẽ đã có là có thực đã xảy ra. Khi tướng Lê Thạch vâng lệnh chủ soái Lam Sơn kéo quân lên sách Gia Quan để xây dựng căn cứ thì bị bọn giặc Minh vây hãm. Giặc chặn khắp các ngã đường làm cho việc tiếp tế của quân ta rất khó khăn. Kho lương của ta khá dồi dào nhưng không có đường vận chuyển. Đang lúc bối rối thì đoàn thám báo cho biết đêm đêm ở mé núi bên kia có bóng người cử động như giơ tay vẫy gọi. Đội quân xung kích đã theo cánh tay ấy, khi tỏ khi mờ, khi nhanh khi chậm, mà phát hiện ra con đường hẻm, luồn qua rừng núi đến chỗ kho lương. Quân sĩ vẫn không tìm ra cánh tay vẫy gọi ấy là của ai, chỉ mang máng như một người đàn bà mặc quần áo đẹp. Họ đồn rằng đó là nàng tiên trời sai xuống để giúp quân ta giải phóng kho lương, ăn no đánh thắng phường xâm lược, và vì thế họ đã đặt cho khu rừng chứng kiến hành động cứu nước vô tư đẹp đẽ đó là Ngàn Tiên. Thứ tư đó là địa danh Cầu Ván. Trên con đường Bái Thượng qua xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân có một chiếc cầu nhỏ gọi là Ván. Người ta cho rằng cầu này có từ thời khởi nghĩa Lam Sơn. Xưa kia con đường vắt qua một cánh đồng mênh mông, lầy lội. Lê Lợi hành quân gấp rút tới đây đã bị nghẽn lại. Các tướng chưa biết xử trí ra sao, vào rừng đào cây, đào đất đắp thì cũng phải có thời gian mới được. Đang khi lúng túng, bỗng từ các ngã trong làng, trẻ già, trai gái ùa ra, hầu hết là đồng bào Thái, Mường, Khuân Tre, Tranh, ván gỗ ào ạt, đắp lối cho quân qua. Không đợi có lệnh truyền, một chốc trên cánh đồng lồ lộ một con đường. Lê Lợi tấm tắc khen ngợi lòng dân, ông ví con đường này như đường sạn đạo thuở xưa đã giúp Lưu Bang gây nên cơ nghiệp nhà Hán. Từ đó, tên gọi Cầu Ván ra đời, đi vào lịch sử oanh liệt của quê hương. Thứ năm đó là địa danh Làng Quỳ Chữ. Làng Quỳ Chữ nay thuộc xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa. Xưa kia, đây chỉ là một bãi rậm mênh mông, ít người ở. Giữa vùng chỉ có một dãy ao. Một số người từ ngoài Bắc di cư vào nuôi cá bột để bán, gọi là tổ cá phường. Vì thế, tên quen gọi của vùng này là Lẻ Tổ. Phường cá khi ở tập trung, khi kéo nhau đi nơi này nơi khác. Hồi đó, họ đang về Bắc kiếm thêm giống cá. Trên bờ ao chỉ có một túp lều tranh tiêu điều, một bà già đang ngồi quay sợi. Lê Lợi bị giặc Minh đuổi gấp, quân sĩ tản mát cả. Ông lao mình qua dòng nước từ phía bên kia sông, thẳng tới phía chỗ lều tranh. Suốt mấy ngày bôn ba vất vả, vừa mệt vừa đói, ông hổn hển kể với bà cụ sự tình.
Bà cụ lặng lẽ dìu ông vào một chỗ kín đáo ẩn nấp rồi quay ra làm việc như thường. Một toán quân hò hét ầm ĩ bên ngoài rồi qua đi như một cơn gió dữ. Được cứu thoát, Lê Lợi cúi đầu tạ ơn, xong dáng điệu bơ phờ mệt mỏi. Bà cụ nói, chắc ngài đói lắm, mà giặt ngô thì đi chưa xa, ngài hãy nán lại đã. Bà cụ vội vàng nhóm lửa thổi cơm, không có gì thết đãi, chỉ có vài lá rau dền với mấy con tép khô. Nhưng Lê Lợi thấy ngon hơn là cao lương mỹ vị. Ông đã nhắn với bà cụ xin đổi tên tổ cá phường thành tên Quỳ Chữ. Quỳ Chữ là bến rau quỳ, đó là địa danh làng Quỳ Chữ. Thứ sáu là làng Bất Căng. Các cụ già ở địa phương bảo rằng làng Bất Căng thuộc xã Xuân Hồng, Thọ Xuân, xưa chính tên là Đa Căng. Giặc Minh đã lập đồn trại ở đây và giao cho tên ngụy quan là Lương Nhữ Hốt đóng giữ, sau lại bổ sung tên tướng Nguyễn Xuất Anh cho thêm phần chắc chắn. Đồn trại của chúng rất kiên cố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng chỉ cho phép một bà già làm nghề đỡ đẻ vào hầu hạ bọn vợ con tướng ngụy, ở địa phương hay gọi là mụ vườn. Nhưng chính bà già này lại là cơ sở trung thành đã liên lạc chặt chẽ với nghĩa quân. Ở trong doanh trại, bà đã để ý cách chúng canh phòng, bố trí lực lượng và kể hết cho quân thám báo của ta. Vì vậy, khi tiến quân vào Nghệ An theo kế hoạch của Nguyễn Chính, quân ta biết rõ tình hình, đánh úp đồn Đa Căng thắng lợi rất lớn. Lương Nhữ Hốt và Nguyễn Xuất Anh bỏ chạy tháo thân. Cũng do chiến công ấy, vua cho đổi tên Đa Căng thành Bất Căng. Đa Căng có nghĩa là khoe nhiều. Bọn giặc đặt tên như thế để phô trương lực lượng, còn Bất Căng nghĩa là không sợ. Vua đã cho đổi chữ căng là khoe khoang ra chữ căng là lo sợ. Hiện nay tại Bất Căng còn vết tích trên cánh đồng nhãn, nhân dân gọi là nền quan. Lại có cồn bà già là nơi chôn cất mụ vườn, người đã có công làm nội ứng. Đường nghĩa quân đi qua gọi là vân lộ, đường mây, và bãi trống cạnh đồn thì gọi là phong bái, bãi gió, để nêu cái ý phong vân đắc lộ, gặp gió mây, thênh thang tiến vào căn cứ ở Nghệ An. Thứ bảy là địa danh cánh đồng Mẫu Hậu. Một lần Lê Lợi bị quân Minh đuổi, tướng sĩ tản mát chỉ còn một số tùy tòng. Cả đoàn chạy đến một làng bên sông Cầu Chày thì mệt quá, ngồi bệt xuống nghỉ chân, đói khát, đã mấy ngày cơm nước thất thường và suốt buổi hôm đó vẫn chưa có gì cho vào bụng. Xa xa trên đường Cái Quan có một người đàn bà đi tới, bà ta đội một cái mâm đậy kín, nhìn đám người nhọc nhằn uể oải, bà ta dừng chân lại hỏi han. Biết đây là những nghĩa sĩ Lam Sơn, bà vui vẻ đặt mâm xuống. Tôi đi đơm mâm dầu họ, nhưng cứu một người phúc đẳng hà sa, xin các ông đừng khách khí. Và bà hạ mâm cổ xuống, cả đoàn nghĩa sĩ chia nhau mỗi người một nắm xôi và một miếng thịt gà. Dù chưa no nhưng cũng lửng bụng, người đàn bà biết ý lại khẩn khoản mời mọi người về nhà mình nấu cơm thết đãi. Ăn uống no say, Lê Lợi xin tạ ơn và hỏi họ tên để sau này báo đáp. Bà ta từ chối, Lê Lợi lấy một mảnh vải in hai bàn tay mình vào, gửi lại để hẹn kỳ tái ngộ. Khi đã lên ngôi, Lê Lợi nhớ nghĩa xưa cho người đến tìm, nhưng người đàn bà đã mất và cũng không rõ đã lưu lại vuông vải cho ai. Cực chẳng đã, nhà vua xuống chiếu cắt cả một cánh đồng rộng giao cho dân địa phương cày cấy làm ruộng. Tế tự bà, ấy là cánh đồng Mẫu Hậu, nay ở phía sau thôn Trung Lập thuộc xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân. Tương tự như chuyện trên, nhưng cánh đồng dùng vào việc tế tự hương khói này lại là cánh đồng Thạc thuộc xã Xuân Lai, cũng ở Thọ Xuân. Chi tiết có chỗ hơi khác. Lê Lợi chạy đến vùng này thì gặp bà già đi chợ về. Ông kể rõ sự tình. Bà già muốn đưa Lê Lợi đến nhà mình, nhưng đi đường thẳng thì trống trải quá. Bà liền đưa vị chủ tướng Lam Sơn đi đường quanh co men theo bờ ruộng. Bà đi trước cách một quãng khá xa thì Lê Lợi bước theo. Sợ Lê Lợi lạc đường mà lại không muốn đánh tiếng, vừa đi bà vừa xé dải yếm ném xuống làm dấu. Khi dải yếm vừa xé hết cũng là lúc đến nhà. Sau này từ chỗ bắt đầu gặp gỡ đến chỗ hết dải yếm là nơi Lê Lợi cắt làm ruộng tế tự cho bà. Đó là cánh đồng Thạc giáp với thôn Phong Cốc, xã Thuận Minh ngày nay. Địa danh thứ 8 là đền Quốc Mẫu. Ở xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa có một làng gọi là làng Quan Nội. Trong làng có một ngôi đền lớn gọi là đền Quốc Mẫu. Trước kia hàng năm xuân thu nhị kỳ, dân làng hương khói tế tự. Về sự tích ngôi đền này, dân gian kể rằng có một lần Lê Lợi bị quân Minh đuổi. Quân tướng phiêu bạt mỗi người một nơi rất khốn đốn. Lê Lợi một mình phải chạy khỏi Thọ Xuân qua cánh đồng Yên Định đến tận bờ sông Mã.
Sông rộng bát ngát giữa trưa hè nắng chói chang. Bên kia bờ sông là một vùng xa lạ, không thấy dân cư, nhà cửa gì cả. Chỉ thấy dưới gốc cây đa bên vệ sông một túp lều tranh của ngôi nhà, của ngôi hàng nước. Đằng sau giặc Ngô đã đuổi sát tới nơi, biết làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút rồi, Lê Lợi cứ nhầm cây đa bên kia đê, lao mình xuống nước sải tay bơi. Sang bờ bên kia, Lê Lợi lên đê đi đến quán nước. Trong quán không có bàn chỏng gì cả, chỉ có một cái thúng trên đặt một cái mẹt để vài cái bát mẻ, một ít hoa quả vặt. Một bà già ngồi đợi khách bên, nồi nước vối nóng. Quán trống trơ, không còn một thứ gì khác nữa. Làng thì quá xa, biết ẩn vào đâu. Trong khi nguy khốn, Lê Lợi bèn nói rõ thực tình với bà hàng nước. Cụ có cách gì cứu giúp, không thì tôi đến nguy mất. Sau này công việc hoàn thành, tôi không dám quên công ơn cụ. Nhìn quân Ngô lố nhố bên kia đang sắp qua sông, bà lão nói: ơn với huệ gì, lão bàn với ngài thế này nhé, mà ngài đừng có hiềm gì thì mới được, cứ làm theo lời lão, còn gì lão sẽ liệu sao. Bà lão vốn mặc váy rộng, chỉ có cách trốn sau đó được mà thôi. Tin ở người giúp mình, Lê Lợi phó mặc cho bà lão hàng nước cả tính mạng mình. Ông bèn chui ra phía sau và bà lão ngồi xuống kéo dèm bốn bên cho kín đáo. Một chốc sau, quân Ngô ồ ạt kéo đến với cả đàn chó ngao hung dữ. Chúng quát: bà lão kia, có thấy một tên cao lớn mặc quần áo nâu vừa chạy qua đây không? Dạ bẩm các quan xơi nước đã, lão có thấy một người chạy qua đây, vẻ vội vã lắm. Bà lão nói và vẫn ngồi yên tại chỗ vừa múc nước mời bọn giặc. Quân Minh đưa mắt sục sạo nhưng trong lều chả có gì ngoài bà và mấy bát nước. Tên cầm đầu sừng sộ: nó chạy về hướng nào, nói mau. Dạ bẩm về thôn kia ạ, các ngài cứ nhầm hai quả núi ấy. Dạ đấy chính là núi vàng đấy ạ. Bọn giặc hầm hè kéo đi. Đợi giặc đi khuất, Lê Lợi chui ra, quỳ sụp xuống lạy tạ bà lão và vội vàng đi khỏi quán nước. Sau khi nghiệp lớn thành công, Lê Lợi thân chinh đến làng Vàng, xã Hoàng Xuân ngày nay, tìm bà lão rước về kinh đô tôn làm quốc mẫu. Ít lâu sau, bà trở về làng và mất ở đó, thọ hơn 80 tuổi. Đám ma quốc mẫu linh đình, hôm đưa ma, trời mưa như trút, người khiêng phải tạm hoàng linh cữu ở giữa cánh đồng. Sáng hôm sau, dân làng ra tiếp tục đưa đám thì không thấy linh cữu đâu nữa, chỉ thấy một cồn đất mới. Chỗ đó nhà vua cho xây đền, hằng năm cúng tế. Làng Vàng và quê bà lão kết nghĩa anh em gọi là quan nội, quan ngoại. Có bến đò xưa gọi là bến tử, bến chết mà được sống. Địa danh thứ 9 đó là núi Dầu. Lên Lam Kinh chúng ta sẽ gặp núi Dầu. Núi nằm bên phải đường 15, cách Phà Mục Sơn khoảng 2 cây số. Đó là một ngọn núi trọc thấp màu nâu đỏ, xa xa trông như chiếc bát khổng lồ úp xuống, nằm chết về phía hữu nhà bia Vĩnh Lăng. Có nhiều truyền thuyết về tên ngọn núi. Có người kể rằng khi Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi đi tìm Lê Lợi, đã đóng giả làm anh hàng dầu và cậu thư sinh. Tới Lam Sơn, Trần Nguyên Hãn giấu 2 thùng dầu ở núi này, rồi mới đến ra mắt Lê Lợi. Được thu dùng, hai ông Trần và Nguyễn lao mình vào công việc, quên không để ý gì đến 2 thùng dầu ấy nữa. Do mưa gió lâu ngày, 2 thùng dầu đổ chảy lênh láng thành 2 vệt, dầu ngấm vào lao sậy. Vì thế lao sậy ở đây tươi tốt, đun nấu ngay vẫn bắt cháy rất mạnh, đượm lửa vô cùng. Dầu còn ngấm ra cả quả đồi, đất đồi dần dần quánh đỏ như có trộn dầu. Trừ lao sậy ra, cây cối khác đều chết cả. Núi Dầu có tên là như thế và cho đến nay vẫn không có cây gì mọc được. Có người cũng kể đại khái như trên, nhưng lại nói không phải Trần Nguyên Hãn đã để quên thùng dầu, mà chính Lê Lợi đặt tên cho quả núi là núi Dầu để kỷ niệm ngày gặp gỡ với chàng bán dầu, sau này trở thành cột trụ của phong trào khởi nghĩa. Một thuyết khác lại giải thích, khi Lê Lợi kêu gọi mọi người hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, ông đã tìm một ngọn núi, đêm đêm đốt ở đó một ngọn đèn gọi là đèn Chiêu Quân, thắp từ đêm này sang đêm khác để cho khách tứ phương biết hướng mà lần lên Lam Sơn tụ nghĩa. Dầu thắp ở đây và dùng trong trại vì thế rất cần, nhưng Lê Lợi giữ bí mật, chỉ mua dầu của một người đàn bà mà thôi. Mụ hàng dầu này cũng giàu lòng yêu nước, ngày ngày gánh dầu tiếp tế hàng 3-4 chuyến. Bọn quân nhà Minh dần dần để ý và bắt mụ tra khảo, nhưng mụ không hé răng nửa lời. Cuối cùng chúng đã hèn hạ giết chết mụ. Biết ơn người đàn bà bán dầu đã tỏ lòng trung thành với nghĩa quân, lại luôn luôn nhớ đến ngọn đèn khai sinh cho ngày khởi nghĩa, Lê Lợi đã đặt tên quả núi ấy là núi Dầu và ra lệnh làm dỗ mụ hàng dầu sau hôm dỗ mình một ngày. Câu nói 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi, 23 dỗ mụ hàng dầu là do đó. Lại có thuyết không gọi núi này là núi Dầu, họ cho rằng phải là núi Dầu mới đúng.
Đó là vì khi được tin 18 nghĩa sĩ hội thề ở đất Lũng Nhai, chiêu tập hào kiệt bốn phương thì nhân dân vùng chung quanh đó rất là hào hứng. Họ đã đem tiền, thóc, trâu, bò, giáo mát đến giúp nghĩa quân. Của cải mang đến suốt ngày đêm, chất đầy cả quả núi. Lương thực và khí giới chỉ mới ngày đầu đã tỏ ra là vô tận. Lê Lợi phấn khởi trong lòng, bảo với các tướng sĩ rằng mọi người đều có thể vững tin ở một hậu phương hào hùng trù phú. Liền đó, ông đặt tên quả núi ấy là núi Dầu, với dụng ý là nhân dân giàu lòng yêu nước và nghĩa quân nhờ thế mà giàu có lương tiền. Giàu có lương tiền. Địa danh thứ 10 là Thung Voi. Giữa vùng giáp giới các huyện Yên Định, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc có một thung lũng rộng được gọi là Thung Voi. Thung nằm vào địa phận thôn Móc Mách, phía đông là núi Đồi Lóng, phía bắc là núi Chùa Cò, phía tây là núi Hang Nước. Núi đá dựng đứng, suối quanh co, có đường thông qua nhiều ngã. Giữa dòng suối có viên đá to tướng hình thù con voi nằm phủ phục. Bà con nói đó là con voi trận của vua Lê chết hóa thành. Vì thế thung lũng ấy mới có tên là Thung Voi. Thung Voi có lẽ còn là một căn cứ quân sự quan trọng, vì quanh đó có một số địa điểm đoán là vị trí của nghĩa quân xưa. Lò châm, lò rèn, kho súng, tất cả đều thuộc địa phận trước đây, gọi là Sách Lan Tri, nay thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Định. Vừa rồi là 10 địa danh có liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.